Sau Nhật xin chào cả nhà, em tiếp tục lên sóng máy rửa bát phục vụ các bác. Ở đây là một con máy rửa bát Panasonic TL3. Mặt mũi sáng sủa, bên em đã làm sạch đẹp rồi. Con em để mã số 16 các bác nhé. TL3 số 16, ok, mọi chức năng hoạt động. Năm sản xuất 2010. Mặt mũi đẹp. Một vài vết xước nhỏ ấy. 210 các bạn nhé. Công nghệ Econavi. Hẹn giờ, thời gian sấy, chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ C. Và các chế độ rửa mạnh, rửa nhẹ, nhanh, chậm các kiểu các bạn nhé. Đèn báo chu trình rửa này. Nút tắt nguồn này. Giữ nhẹ bật nguồn này. Bắt đầu rửa này. Rất dễ dùng thôi. Gang chỉ đẹp, nội thất con này khá sạch luôn này. Nội thất sạch đẹp nhé. Mọi thứ nói chung là rất ok. Con này bán là 3.4 triệu nhé, bảo hành 12 tháng cho các bác. Giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Đổi điện từ 220V điện lưới của Việt Nam sang điện máy Nhật thì các bác phải cần mua một cái biến áp mất 500.000 nhé. Bác nào có rồi thì bỏ qua, chưa có thì mình phải mua. Đấy. Chiếc máy rửa bát này vận chuyển đi toàn quốc nó có giá vào khoảng 150.000 trở lại. Đấy. Chào các bác nhé.